yêu nhau thì cũng xảy ra nhiều biến cố lắm chị. Nhưng mà có một lần rất là ấn tượng, em nhận được cuộc điện thoại, phải em Huệ không? Có người gửi quà cho em một thùng bông hồng. 101 bông chị? Không, anh nói 101 bông mà em đếm có 99 bông hả? Chào em. Dạ, chào anh Quốc Thường, chào chị Hiệp Dân, xin chào quý vị khán giả. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Ngọc Thẩm, năm nay em 33 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại em là em kinh doanh quán cà phê và em đến từ Long An. Em đang ở Long An hả? Em đang ở quận 12 chị, đây là vợ của em. Em tên là Huỳnh Thị Mỹ Huệ ạ. Em năm nay là 29 tuổi, hiện tại em là nhân viên tư vấn tài chính. Em đến từ Long An và hiện tại sinh sống ở quận 12. Tình yêu của các em nảy nở và bắt đầu khi nào? Em thì em yêu sớm lắm, lớp 10 em có bạn gái rồi. Em thì chơi thể thao mà nằm trong cái đội thể thao của trường nữa. Và bạn bụi đây thì cũng chơi thể thao cũng giỏi lắm. Tụi em cũng qua lại dần dần rồi tập luyện chung với nhau, rồi quen nhau, rồi thương nhau, rồi viết thư qua lại cho nhau. Tới 11 là tụi em mới là chung là thích và thương yêu nhau. Ủa nhưng mà lúc đó là Thẩm có bồ rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Yêu sớm. Yêu sớm, lớp 10 đã yêu rồi. Mà hồi đó là viết thư hả? Lãng mạn quá vậy. Dạ đúng rồi. Dạ, viết thư nhưng mà viết trong cuốn tập 200 trang ngày xưa. Trời ơi. Nói nghe nè, ai là người viết thư cho người kia trước? Dạ tất nhiên là ảnh rồi. Mà tụi em lúc đó chơi chung môn thể thao nào? Dạ bóng chuyền. Bây giờ còn chơi bóng chuyền không? Dạ bây giờ hết rồi anh, giờ em chơi đất không. Đất mà. Có nghĩa là 11, năm lớp 11 là bắt đầu chính thức yêu. Dạ. Rồi yêu nhau cho tới khi lên đại học luôn. Tới luôn. Rồi có sóng gió gì không? Gián đoạn thời gian nào không? Hay là suôn sẻ tới giờ luôn? Nói chung là khi mà yêu nhau thì nó cũng xảy ra nhiều biến cố lắm chị. Năm đầu, rồi tụi em thì ở người ở kiếp xá, người em thì ở chỗ ngoài. Rồi tới năm 2, rồi lúc đó năm 2 tụi em về ở sống chung. Còn mình em ở chung với bốn bạn gái nữa, trong đó có vợ nữa. Em ở chung với bốn bạn gái luôn hả? Dạ. Trời, một sao? Mình ông trời bốn cô gái luôn hả? Một trời dạ. Một mới có chuyện đúng không? Một trời bốn dạ. Có gì đâu. Ừ. Ê, nó nghe nè, hồi xưa ở ký túc xá là ai ở ký túc xá? Dạ em ở ký túc xá. Rồi ảnh có hay qua lại bên ký túc xá của em không? Dạ có. Chuyện tình yêu của em là ở trong ký túc xá các bạn có biết không? Dạ chỉ có một bạn thân á, là thân với hai đứa luôn. Mà bạn đã học cùng lớp với em trên đại học thì bạn mới biết. Nhưng mà có một lần rất là ấn tượng. Thế là em nhận được cuộc điện thoại, phải em Huệ không? Em ra cổng đi, có người gửi quà cho em. Cái con ông xe ôm, ông chở nguyên cái thùng rất là to. Mở cái thùng ra. Cái gì chồng? Dạ là một thùng bông hồng. Trời đất ơi, tặng một thùng bông hồng luôn. Là bao nhiêu, bao nhiêu bông? Dạ 101 bông chị. Không, anh nói 101 bông mà em đếm có 99 bông hả? Ý nghĩa của em chung mà 101 bông hồng nữa thì một đời một kiếp chứ mình em ấy anh. À, một đời một kiếp ghê thiệt ghê, trời ơi. Trong lúc yêu á thì là trong hai em ai là người ghen dữ nhất? Cái quan điểm yêu nhau đó chung mà thoáng lắm, không có sự mà ghen tuông này nọ. Yêu thoáng là, lắm yêu luôn. Là thoáng lắm. Dạ yêu rồi chứ. Thoáng vậy thì trong lúc mà yêu nhau vì có thoáng cái kia không? Dạ không, khó lắm anh. Quyện khó lắm. Mình em ở chung với bốn đứa bạn nữ tới 3 năm trời đó. Mà không có làm gì chứ á. Sao làm được, bốn đứa sao làm. Nhưng mà có khi nào rủ vợ đi ra ngoài không? Quốc Thận cứ nghĩ là thì chuyện thanh niên mình mà gặp mình tuổi đang độ lớn, một cái chuyện nhu cầu sinh lý ai cũng phải có. Ở trong phòng đông vui thì lúc này là như khi mình... Sao mà được? Đúng dạ đúng rồi, khi mà mình cần thì em nhắn tin cho vợ, nói vợ mình đi ra ngoài chơi đi. Là vợ hiểu ý rồi, thấy em, hai tụi em đi ra ngoài. Thì đến cái năm thứ mấy thì em bắt đầu mới là điện thoại lén lén nhắn tin riêng ra khách sạn? Khoảng cỡ năm 2 á chị, khoảng 2 năm. 2 năm, dạ, là bắt đầu chị hết nổi rồi. Dạ. Làm đi ra ngoài thôi. Dạ. Đi nhiều không? Ít lắm mà, ít lắm anh. Tại hồi sinh viên mà, tiền bạc cũng eo hẹp, nó cha mẹ cấp hàng tháng mà. Rồi mà... có gặp tai nạn gì không? Thì tụi em cưới là cũng do bác sĩ cưới. Khoảng cỡ cuối năm năm 3 gần năm 4 á. Dạ, bà vợ em học ở trường rồi. Nhưng mà gia đình có chấp nhận cho cưới không em? Dạ, gia đình ảnh thì bình thường. Cái quá trình em quen nhau á, gia đình ảnh rất là ủng hộ. Nhưng mà có khó khăn là bên nhà em. Ngoại em là đạo Phật, ấy là ngoại quy y luôn. Nhưng mà tại gia, ngoại phản đối dữ lắm. Tại vì bên nhà ảnh làm bên cái nghề mà giết mổ. Cuối cùng sao mà lấy nhau được? Thuyết phục kiểu gì mà lấy được? Trần ai khoai củ đúng không? Chị, trời ơi, chị có tin không? Một năm Tết này mình vô mình chơi. Cái mình ngỏ lời mình hỏi luôn đó. Bà ngoại mới quạt tay nó không, bà không chấp nhận, bà không gả Huệ cho con. Bà con hai đứa có thương nhau cũng dẫn đi đâu đó đi. Trời mà hai hàng đứa mắt em khóc vậy nè. Mà bạn bè đi chung mà cũng khóc chung luôn á. Khóc mà trời khóc mà khóc tội luôn á, tội nghiệp luôn á. Cha với mẹ thì ok hết rồi, mỗi bà ngoại thôi. Rồi lúc đó là buồn lắm kìa. Thì ngay thì chỗ ngoại thì bên đạo Phật, thì chỗ chủ trì của cái chùa gần nhà em đó. Thì nhà em cũng có mấy người bên đạo Phật đó. Thì cho ông chủ trì đó xuống nói với ngoại. Nói thôi tụi nhỏ nó thương nhau thì cho nó đến với nhau. Chứ gàng buộc làm được cái gì, rồi cuối cùng thì từ khi mà đám hỏi đó em văn trà đó, ngoại không nhận luôn á. Mà trước đông vậy nè, nhưng mà sau này tới hồi buổi này thì giờ em thương ngoại lắm. Giờ chuyện gì ngoại cũng điện thoại cho em tâm sự hỏi thăm, bởi vì giờ hai bà cháu hợp lắm. Cái miệng ông chị mà ai cũng thương được không? Giờ hợp lắm. Nhưng mà lúc làm đám cưới thì là gia đình có biết là em đang có em bé không? Có nghĩa là nhà em thì không có ai biểu hiện là biết hết. Sau khi cưới xong rồi thì mới biết. À, nhưng mà bên nhà chồng thì biết.
Nghĩa là bé không... trai bé gái? Dạ, em sinh đôi hai thằng cu. Wow. Trời đất ơi, ông lời quá ông ơi. Thiệt tình đó, bởi vì rồi tụi em là hả? Cưới nhau cho đến thời điểm này là bao lâu rồi? 4 năm. Dạ, 4 năm mấy tháng, 4 năm rồi chứ 4 tháng mấy rồi đó. Anh này không biết tật xấu ít không em? Dạ ít, nhưng mà tật xấu lớn. Nghĩa là ảnh thì cái gì cũng giỏi hết trơn á. Nói chung là việc nhà làm hết. Tức là làm những việc mà phụ nữ có thể làm được trừ sinh con thôi. Nhưng mà ham chơi lắm chị. Mấy con đá gà mà có giai đoạn mà em đá gà mà em lâm nợ luôn á. Mà cha mẹ ruột phải đứng ra trả nợ cho em luôn á. Bởi giờ nghĩ lại mà chung là cũng thương cha mẹ mà cũng lỗi cho mình. Nhưng bây giờ em cũng bỏ được cái đó rồi. Đó, hết rồi chưa? Dạ hết rồi, hết rồi. Nuôi gà. Không có chơi, dạ em nuôi gà. Nuôi gà bán hả? Mà không có chơi, dạ đúng rồi, nuôi gà em bán, em không có chơi. Rồi, còn gì đúng không em? Anh hay nóng tính. Cái kiểu là chiều lắm, chiều vợ, chiều con lắm. Nhưng mà hay nổi nóng lắm. Với lại chồng em anh thấy rất là hoạt bát, rất là vui vẻ. Chắc là trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đúng không? Dạ, tức là gần đây thôi. Đó là từ lúc em có bầu sinh con thì anh mới thay đổi vậy thôi. Chứ hồi xưa anh nghiêm lắm. Từ khi cưới vợ có con rồi em thấy cuộc sống em nó thoải mái lắm. Nó lạc quan, yêu đời lắm. Dạ, ý là anh vui quá đó. Nên bạn em bây giờ hỏi, ủa nói thiệt nè, chồng mày bây giờ sao tự nhiên lòi bóng ra thì sao? Lòi bóng ra thì sao? Nghe lòi bóng xong té lòi bằng hỏng luôn vậy á. Nó phải có một cái điểm gì đó mà bạn em mới nói. À, có nghĩa là đi đâu là em lo cho hai đứa nhỏ thay đồ trước. Nhưng mà lúc nào ba mẹ con cũng phải ngồi đợi. Anh vô anh thay, rồi anh vuốt, rồi anh chải. Đó, đó, đó là dấu hiệu đó em. Dạ. Với lại đi đâu cũng hay quẩy quẩy cái giỏ nhỏ nhỏ mà bây giờ mấy đứa tin tin hay nói là quẩy vỏ. Chị ghét quá vậy. Bạn của vợ mình nói mình lòi cái đó ra. Chứ bạn cũng chia sẻ với các cặp vợ chồng luôn. Khi mà mình cái chuyện đó xảy ra, hai chồng phải có sự cộng hưởng tương tác với nhau. Chứ đừng nói mà một người cài người cấy, người kia chỉ gọi là nằm không mà cái ngồi cái khỉ đó. Đấy, buồn lắm. Đấy, mình có sự tương tác qua lại với nhau. Nó mới có, dạ, nó mới có sự gọi là thăng hoa cho vợ chuyện vợ chồng mà mới. Vợ bán ngay đơ vậy đó hả? Bà chị ơi, chị không gắn tên không? Tay phone đeo, cầm cái điện thoại cái coi phim vậy nè. Mặc cho mình bơi, xài, cấy đã thôi. Trời ơi. Chị có tên không? Vậy đó. Trời ơi. Anh không tưởng tượng được. Ở cái lúc cao trào mà vẫn còn nghe tay phone, cầm máy bám được. Cầm luôn, cầm vậy luôn. Bởi vì sao không lòi cho được. Lúc mình ức chế chị, em cũng chia sẻ hoài à. Chia sẻ hoài luôn á. Bởi chia sẻ vợ hoài. Ừ, vợ phải thay đổi này nó mà dám vậy. Ừ. Lúc mà nghiến lúc buồn lắm. Ừ. Buồn dữ dằn luôn á. Sao kỳ vậy? Nghĩa là giống như ý là sao sinh bé xong á chị, kiểu mình mắc một cái bệnh á, không phải là lãnh cảm mà là cảm giác là sợ có bầu nữa. Ồ. Ừ. Dạ. Vậy sao em không kế hoạch? Dạ có chứ, nhưng mà cái kiểu tâm lý của mình thôi. À, em bị tâm lý thôi. Dạ. Tụi em kế hoạch theo kiểu gì? Tụi em là uống thuốc hay là tụi em dùng bao hay là tụi em xài vòng? Dạ, dạ, dạ cách thứ ba. Xài vòng. Dạ. Xài vòng thì yên tâm, đâu có vấn đề gì. Trời, bị tâm lý tội nghiệp chồng em quá. Có tật xấu gì nữa không? Những cái tật xấu của vợ em làm được hết. Vợ không giật đồ, không rửa chén hay là không cho con đi sáng dậy đi học. Mấy chuyện em làm được hết. Để cho đi làm về là chỉ xem phim. Vậy đó, không có làm gì chứ. Vợ em có thời trang như em không? Vợ thời trang kỳ lắm anh ơi. Nhiều khi mà em phải đi tự mua váy, mua đầm, mua đồ từ trong ra ngoài cho mặc luôn đó. Gu bà ngoại á. Mặc trời ơi. Ba cha con là như đi vô quán là ai cũng phải nhìn. Còn vợ đi sao nhỏ này ô xin chắc này. Mặc cái quần sọt, mặc cái áo hung như bình thường. Nhìn thấy nhìn xuống. Nhìn chán lắm. Có nghĩa là em đơn giản từ nhỏ tới lớn rồi. Trừ khi là tiệc tùng thì mới chỉnh chu lên thôi. Ừ, còn tật gì nữa không? Còn lại thì chung là trong công việc này nọ vợ em là tinh tế lắm. Em vừa làm quán cà phê rồi nói chung là cũng vừa chăm con lo hết việc nhà. Vậy thì thường ví dụ như chuyện nấu cơm, giặt đồ, đi chợ rồi là em làm anh chết rồi. Vậy thì em làm hết rồi lấy gì nó làm nữa? Mà kêu con không có làm. Thì khi làm không giữ ý, em cũng bực lắm. Đâm ra để hồi mình đi làm cho chắc. Cái nào cũng làm nhiều quá quạo. Dạ có. Ví dụ như hôm đó đồ 2 ngày thì anh giặt đi. Thế là em đi làm á. Thế là chụp hình cái đống đồ gửi Zalo cho em. Nhẹ nhàng vậy thôi à. Cũng dằn mặt đó. Rồi em mong muốn ông Huệ thay đổi điều gì Thắng? Em mong muốn là chuyện mà nói chung là vợ thay đổi cái chuyện quan tâm chồng trong cái chuyện vợ chồng thôi. Mỗi một chuyện duy nhất đó thôi. Đó. Một điều duy nhất. Dạ. Vậy còn Huệ? Em á là muốn ảnh bỏ hẳn chơi luôn. Anh còn nuôi á là em sợ sau này ông tái là ông chơi. Để ý đến vợ con một chút. Vợ nói thì không có bằng bạn nói. Thế là cái việc gì cũng vậy, em khuyên anh không được nhưng mà bạn bè anh nói được. Chị nói nghe nè, dạ. Qua có lại đi mới toại lòng nhau đi. Bên đây cũng mong muốn là chồng phải quan tâm tới vợ con hơn là bạn bè, đúng không? Còn bên đây chồng cũng nói là mong muốn vợ quan tâm tới cảm xúc của chồng một chút. Chị chỉ nói em vậy nè, em bỏ cái tâm lý mà sợ sợ có bầu đi. Thiệt.
Nếu em đã làm cái phương pháp thứ ba rồi, chị nói cái xác suất đó là cực kỳ ít luôn. Đừng có lo, thoải mái đi, em tận hưởng đi. Trời ơi, chồng em ngon lành quá mà, em tận hưởng đi. Còn Thẩm á, thì thôi đừng có nuôi con kia nữa, nuôi hai con trai đi, hết thời gian rồi. Không? Dạ. Chúc dạ em lúc nào cũng vui tươi, viên mãn như thế này nha. Dạ. Hai em giới thiệu về mình. Em là Trường Giang, năm nay em 23 tuổi. Và em đang làm thiết kế cho một công ty quảng cáo. Còn em? Em tên là Cẩm Tiên, em là kế toán, năm nay em 23 tuổi. Ồ, toàn là những tên nghệ sĩ quá. Trường Giang và Cẩm Tiên. Bên Hà, bên Cải Lương đó. Dạ. Em biết hát Cải Lương không? Dạ biết. Hát câu được không? Dạ được. Bye. Cái chất giọng này là giọng hay là giọng đó, em hát một câu của bài Lá Chầu Xanh. Cho một tràng pháo tay nữa để Lá Chầu Xanh xuất hiện. Thương nhau cao bồ làm đôi mình, một lá chầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tan buổi chờ, em chờ hoài giọng tiếng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nở, thì một lá chầu xanh cũng nên dở nên chồng. Trời ơi, tuyệt vời quá. Nhớ nghe nè, hai bạn còn quá trẻ như vậy. Vậy thì lần đầu tiên các bạn gặp nhau lúc đó mấy tuổi? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là năm đó năm lớp 10. Tụi em biết nhau nhưng mà học khác lớp. Em là đội cờ đỏ, em ghét chồng em lắm. Tại vì chồng em là mang tiếng là liền nhất trong lớp. Nói chung là quậy quá nhất trong lớp đó, nên em ghét lắm. Chọc người này chọc người kia cho nói chuyện, rồi em phải ghi vô sổ. Ấn tượng của em rất là xấu. Rồi, em có biết là bạn này hồi đó là bạn ghét em không? Em không biết là có ghét hay không, nhưng mà em bản thân em thì em rất là ghét những người như vậy. Thường em bị mời phụ huynh là do những người như vậy thôi. Hai nhỏ ghét nhau tới lớp mấy thì hết ghét? Tới lớp 11 á, hai đứa học chung. Nên lúc đó là trong lớp á thì bầu em là phó trật tự. Rồi người này là ngày nào cũng vô sổ hết. Là hai cho em chung tổ á, là người này ngồi bạn nhất, em ngồi bạn thứ ba. Mà người này cứ xuống bạn thứ tư ngồi hoài luôn. Giơ cái chân lên để chọc em á. Lúc đó em đang viết bài mà hở ra chọc em là cái cây viết á. Rồi em cứ đâm tới, đâm cái chân á, ngày nào máu cũng đổ hết. Dạ, cũng không tỏ. Coi như là em thù từ năm lớp 9 đó đúng không? Rồi qua tới lớp 11 gặp lại rồi. Em nghĩ là người ta nói đúng là ghét của nào mà cho của đó là như vậy. Rồi em xuống cái bàn thứ tư là em cố tình mà em chọc. Dạ đúng rồi. Nhỏ này đúng không? Em nói chung là em đi học là em không có sợ cái gì hết, cho nên là sắp em ngồi vậy thôi. Còn em ngồi đâu em muốn làm gì là làm. Trời ơi. Còn cái chuyện nó kéo dài đến bao lâu thì từ ghét chuyển sang yêu chứ? Đầu năm lớp 12 là tụi em quen nhau. Ai chủ động tỏ tình? Chồng em là người tỏ tình. Tình mà nói chung là cảm động. Là lúc đó là tụi em học thêm. Và bữa đó là trời mưa nên thầy đã dặn nghỉ, nên không có học thêm. Em cũng có tính là chồng em đã biết rồi. Rồi qua bữa sau chồng em nói nghỉ học mà không nói cho chồng em biết. Là để chồng em dầm mưa dầm nắng đứng chờ em. Nên em cảm thấy là tội nghiệp, giống như có một người nào đó mà đã làm vậy đối với mình đó. Mình thấy tội nghiệp nên em cảm động nên em chấp nhận là quen luôn á. Nhưng mà thật sự khi nào mà quen nhau rồi em mới biết là chồng em nói láo em. Ủa mà sao em biết là ông nói láo? Em hỏi, dạ, với lại lúc đó là em có tình cờ là cũng không có hỏi thầy nữa. Nhưng mà sau này khi tụi em ra trường rồi đó, cái nhắc lại kỷ niệm đồ cũ á, cái thầy mới nói là lúc đó là thầy đã dặn hết luôn rồi. Tại vì học thêm là chỉ có 4-5 người à, là thầy đã dặn hết, có số điện thoại là thầy đã điện hết. Nhưng sau này nói lại với chồng em là chồng em đính. Tại vì chồng em đang nói láo quá. Lúc đó sao? Dạ, tại vì hai đứa ở hai cái đường khác nhau, đi đến một cái ngã ba, rồi ngã ba nó mới đi thẳng để tới cái chỗ học. Cho nên là em nói là hôm đó cũng là trời mưa, cho nên em nói là em đứng dầm mưa em chờ hoài, mà chờ hoài không thấy luôn. Mà thật sự em ở nhà em rất mệt, em ngủ. Em chỉ nghĩ là nói chơi như vậy thôi, mà thật sự là em đâu có biết là vợ em tin thiệt. Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm ta? Hơn 6 năm. Hơn 6 năm. Tại 3 năm phổ thông với lại tụi em học cao đẳng 3 năm nữa. Mối tình của tuổi mới nhến á. Dạ. Chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đúng không? Dạ. Chia tay mấy lần? Tụi em chia tay chỉ có một lần à. À. Mà trong thời gian là 2 tháng. Chia tay là lý do gì? Kể đi. Lúc học cao đẳng là tụi em cùng học ở Vĩnh Long, nhưng mà trường của tụi em là khác, là khoảng cỡ 15 cây số mới tới. Em ít xuống chồng em lắm, là tại vì cuối tuần em mới xuống làm đồ ăn cho chồng em. Xong rồi cái bữa đó là cuối tuần em xuống, tình cờ em lục những cái tập vở của chồng em á, cái em phát hiện là có tấm thư mà chồng em với cái người trong lớp học cao đẳng á, hai người viết qua lại. Dạ đúng rồi, hai người gù ghí qua lại, hẹn hò đồ này nọ. Lúc đó em tức lắm, giống như là máu em muốn nổi lên vậy đó. Nói chung là nổi xung thiên lên rồi, bắt buộc chồng em giải thích. Cái chồng em mới nói đâu có gì đâu à, tại lúc đó là chồng em làm lớp trưởng, đa số là gái trong lớp là phải để ý. Dạ đúng rồi, ngưỡng mộ. Để hỏi này, lúc mà vợ em lên cơn á, nổi máu điên lên, lúc đó vợ em làm cái gì?
Dạ, nói chung là đập đồ, tập dở rồi xé, làm ghê dữ lắm. Có đập em không? Dạ không, em chạy, em chạy, em bỏ chạy. Đó, rồi, có người đứng ở đó rồi canh rồi nói hết rồi thôi trở lại chạy. Cái lần đó là lần nặng nhất hay là còn lần nào đó? Dạ còn một lần đó, dạ, là tụi em ra trường xong rồi lúc đó là tụi em chưa có việc làm. Cha với mẹ của chồng em bây giờ là đang làm ở Bình Dương. Cái chồng em đã cũng có xin với cha với mẹ em á là lên chảnh để ở với cha với mẹ chảnh làm. Lúc đó là chồng em ở phòng trọ số 8. Là có cái người gái đó là ở phòng trọ số 1. Chồng em cứ để ý người đó không mà em chẳng biết. Khi mà lên nó nghe những cái người phòng trọ đó nói là lúc lễ chồng mày không có về, chồng mày vô phòng nhỏ nó đóng cửa lại không. Vô trong đó là cái gì cái mau. Không, thật sự thì lúc đó là do gia đình em cũng có một số chuyện mà em nghĩ nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chuyện của hai đứa em. Thậm chí là không có thể đến cưới hỏi nữa, không có thể đi xa hơn được nữa. Cho nên là nếu mà nói chia tay thì với cái tính cách của vợ em thì chắc chắn là vợ em không có chịu. Cho nên là em mới nghĩ ra là phải làm giống như trong phim vậy, phải làm một cái cảnh mà cho vợ em cảm thấy giống như thật vậy đó. Là em phải quen người gái khác, thậm chí là vô phòng rồi đóng cửa lại làm em làm để cho nhiều người ở trong nhà trọ đó có thể thấy mà gọi là làm nhân chứng đó. Ừ, làm nhân chứng. Dạ, để cho vợ em tin đó, rồi vợ em mới chịu. Lần đó là tụi em chia tay luôn á. 2 tháng xong rồi người này quay về xin lỗi em. Lúc mà em nghe nói ở trong phòng của người con gái đó thì em xử lý làm sao? Là lúc đó là em cũng không chưa có tin nữa. Nhưng mà chiều bữa đó là em chuẩn bị em đi làm rồi. Cái chồng em ngủ bên phòng kế bên á. Cái em thấy điện thoại chồng em nó có tin nhắn tới. Cái em mới đọc được rằng á là trời mưa rồi anh qua đón em đi. Rồi lúc đó em làm gì? Em đưa điện thoại cho cha với mẹ coi liền. Xong rồi em qua vậy em lôi đầu vậy. Chồng em cũng không trả lời. Lúc đó là trời mưa tầm tã vậy đó. Là chồng em mặc áo mưa chạy xe đi. Chạy mà em cố gắng em chạy xe mà chạy không có kịp. Sau cái em biết công ty của mấy người đó. Em chạy qua là thấy chồng em đang dầm mưa trước công ty để chờ người đó. Là em thấy buồn mà tức lắm, đau lắm mà không biết nói làm sao. Tại vì từ đó giờ quen mấy năm mà chồng em chẳng làm như vậy đối với em, chẳng đưa rước em như vậy đâu. Mà giờ đối với người khác mà chồng em làm như vậy rất là buồn. Đau lắm. Dạ, em chạy lại. Em nói anh đối xử với em như vậy anh coi được hả? Hồi đó giờ anh có làm với em như vậy không mà giờ anh làm như vậy. Rồi là em chạy thẳng về nhà. Nhưng mà thật sự em đi như vậy, đi như vậy thôi để đi cho có thôi. Chứ thật sự người ta đi, người ta cũng có xe riêng rồi. Cho nên là em chỉ đi như vậy để cho nhiều người thấy là có đi như vậy. Trời mưa vẫn dầm mưa để đi như vậy thôi. Không có gì hết. Thế nhưng mà rồi nghĩ sao mà 2 tháng sau rồi em lên em xin lỗi. Cái việc của gia đình em á là đã cố gắng để giải quyết xong rồi. Nó ổn định rồi cho nên em mới về là xin lỗi vợ em. Tại vì lúc đó là cảm thấy là không thể sống thiếu nhau. Thì lúc đó chồng em nói với em lý do gì mà lúc đó là em cũng không có muốn tha thứ đâu. Nhưng mà em lâu lâu em cũng có điện về hỏi thăm mẹ. Cái em mới hỏi với mẹ là mẹ thấy cái bóp của Giang còn hình con không? Cái mẹ mới nói là nó buồn lắm. Hình vẫn còn, lâu lâu á cứ lấy hình ra dơ vậy nè, dơ nhìn qua nhìn lại hoài mà buồn hiu à. Cái mẹ nói là nó nhớ con lắm. Rồi mình suy nghĩ lại giờ mà cũng thương quá trời rồi. Sau lần đó là lấy nhau luôn hả? Dạ, xong rồi tụi em cũng khoảng cỡ năm mấy á, tụi em mới cưới. Rồi về ở với nhau vậy thấy sao? Chưa cưới á, cái gì cũng được hết á. Có gia đình rồi mới biết được rằng là chồng em thấy có cái tánh khác. Lúc mà mới cưới xong em á thì lại thất nghiệp. Rồi chồng em mới nói là em cứ ở nhà ăn không rồi gọi không à, không có làm việc phụ chồng em. Nhưng mà em vẫn đi kiếm rồi nhưng mà nó chưa có phù hợp. Mà chồng em hiểu mà cứ chồng em. Rồi mỗi lần vậy thì sao? Tức lên. Dạ, em phải tức chứ. Dạ tức, tại tánh em nóng lắm, tức lên là hai vợ chồng phải cãi. Cãi đập đồ thì đó. Cãi qua không, lại. Đập đồ xong rồi cứ mày tao suốt luôn. Hả? Dạ. Mày tao luôn hả? Tự biết mà. Với lại cái thợ học sinh cũng đã kêu là mày tao quen rồi cho nên là bây giờ không sửa được. Lúc đó cô giận rồi, cô chửi sao đâu vậy? Em không nhớ, em nói chung là đa phần là em sợ lắm. Mỗi không, lần cái lộn không bây giờ chạy không nữa. Có chạy nữa nhưng mà ngồi giống như là úp mặt vô tường để nghe thôi. Dạ. Trong khi đó tức là cái gây lộn là do em bị cái gánh nặng em dữ quá đúng dạ. không? Một mình em đi làm mà phải lo hết. Ví dụ như tiền nhà ăn xài các thứ hoặc là đi chơi không đủ. Với lại thêm một phần nữa là em rất là sĩ diện với gia đình em. Trước khi cưới là em nói với gia đình em là em cưới vợ xong đi làm phải là có dư nữa. Cho nên rất là bực bội em. Áp lực. Không muốn về nhà. Tại cứ về là phải gây đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, hiện tại bây giờ thì hiện sao? Hiện tại bây giờ thì tụi em rất là ổn. Bây giờ vợ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Quan tâm em nhiều hơn. Là bớt nhận em đi. Em biết là những lúc em nói sai thì em sẽ cố gắng sửa đổi. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Cái cách nói chuyện với vợ chồng nó phải ngọt ngào. Đặc biệt là không được nói mày tao nữa. Hồi nãy khi mới lên đây thì em có hát một cái bài. Cái giọng em nó ngọt lắm. Nếu hỏi em tại sao mà thương vợ em đến đi cưới là thật sự một nửa trái tim em là bị chinh phục bởi cái giọng hát. Ồ, đó.
Bây giờ mình đã chinh phục được nửa trái tim bằng cái giọng hát ngọt ngào rồi. Bây giờ mình dùng lời nói ngọt ngào lấy nốt phần trái tim còn lại đi cưng. Chết luôn á. Nha. Dạ. Đó thì tụi em chỉ có nhiêu đó thôi. Chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự điều tiết được cái cuộc sống của mình. Rồi cảm ơn hai đứa. Dạ em cảm ơn chị. Con tên là Nguyễn Hoàng Hiệp. Con sinh năm 1987. Vâng. Con là làm nghề nhà thiết kế nội thất. À, và thiết kế nội thất. Vâng, 87 tuổi. Con ở đâu? Ủa, không, sinh năm 87. Sinh năm 87. Người ta sinh năm 87 mà chị tính sao 87 tuổi. Chị trong một cái còn còn trẻ lắm cứ cô. Trong một cái cơn điên loạn gì cần nói hai cái dữ liệu thông tin, có nghĩa là bạn sinh năm 87 thì là năm nay không biết bạn bao nhiêu tuổi. 87 là hai cái đó nó nhập vô. Năm nay gần 36 tuổi. Ba mấy? 36 tuổi. Vâng. Còn trẻ lắm, còn trẻ lắm. Xin bằng anh chị được rồi. Chị Vân trẻ thế nhưng mà nó kêu bằng cô. Và xin lại nha. Vâng. Chào lại anh chị đi. Từ giờ phút này nè, anh chị. Giới thiệu lại từ đầu. Chào anh chị. Rồi. Hai ba bắt đầu. Xin chào anh chị. Vâng. Không có ngại. Vâng. Anh chị đi. Vâng. Yeah. Em xin chào anh. Vâng. Vâng. Em xin chào anh chị. Em tên là Nguyễn Hoàng Hiệp. Em sinh năm 1987. Là một nhà thiết kế nội thất. Vâng. Hiệp là ở đâu? Em ở Hà Nội ạ. Tức là từ Hà Nội bay vâng. về đây. Em từ Hà Nội bay về đây sáng nay. Vâng. Sáng nay. Vâng. Vâng. Phải đi từ hôm qua là mới đưa trường gặp chị Hồng Vân. Wow. Hà Nam chị về. Ôi trời, Hà Nam chị về thế mà không nghĩ book cùng chuyến đi về luôn. Thôi chị có một bánh tráng ngon lắm. Ôi thế ạ. À? Mua bánh tráng. Chị đi Hà Nam chơi hay là chị đi hội diễn sân khấu à, đó đi xong rồi là đi ra chùa Tam Chúc á thì mới là mua bánh tráng vâng. là đặc sản của Hà Nam vâng. cuối cùng về mở ra là của Sài Gòn bánh tráng đặc sản Tây Ninh. Mà Hà Nam với Tây Ninh nó xa lắm luôn á. Vâng. Rồi bây giờ mời vợ của Hiệp. Dạ. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ con chào chú. Không con em chào em với anh chị luôn đi. Anh chị chồng kêu sao mình kêu vậy nha. Vâng em chào anh, em là chị. Đó. Em là vợ của anh này ạ. À, em lên đây là ai cũng biết em là vợ của chị rồi. Ủa dạ. Cưng tên là gì? À, em tên là Hà Anh ạ. Hà Anh. Ôi thế sao là Hà Anh, em của Ngọc Anh ạ. Ờ. Thế có bà con gì không? À, dạ không ạ. Ờ không. Ồ. Hà Anh em của Ngọc Anh. Thế về hỏi thăm bố xem là bố có đi du xuân ở đâu mà gần gần chỗ mà chị Hà Anh không ấy. Hà Anh là trước là ca sĩ trong nhóm Tâm K3A. À vâng ạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Dạ vâng, ngày trước ngày trước là em làm ca sĩ trong nhóm đấy nhưng mà em bỏ em đi lấy anh này ạ. Có thể không? Dạ không ạ. Rồi Hà Anh giới thiệu tiếp. Dạ, đi vâng. Hà năm nay bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 1995 ạ. 95 là 30... Không, 1995 là bé hơn cái sinh hồng 1 tuổi đấy. 29 tuổi ạ. Là 30 chứ. 29 ý. 29 ạ, 29 ạ. 29 ạ. Vâng, vâng. Là 30 đấy. À. Không ạ, 29 ạ. 29, đúng. Dạ, rồi. Vâng. Thôi rất... anh nhất quyết 29. Vâng rồi. Ạ, còn rất lâu mới đến 30. Nhưng mà Hà Anh là công việc gì và hiện tại thì cũng là ở Hà Nội luôn. Dạ vâng ạ, em thì làm kinh doanh ạ. Kinh doanh. Dạ. Em có thể bật mí chút xíu về các ngành nghề kinh doanh của em là gì không? À. Thí dụ như gạch đá hay là vật liệu xây dựng chẳng hạn để mà hỗ trợ cho ông xã mình. À, chồng em thì là nhà thiết kế nội thất thì em cũng có hỗ trợ vào cái công việc đấy. Còn em còn một mảng là phân phối ghế massage. À. Vâng, phân phối bán buôn, bán lẻ cho mọi người ở Việt Nam. À, yeah. À, ghế massage. Dạ vâng ạ. Thì chắc có cơ duyên nào mà hai vợ chồng lại gặp nhau? Ngày trước thì em... có kiểu có máu kinh doanh từ nhỏ á, từ hồi cấp 2 là đã kiểu bán online xong mở shop bán quà bán đồ lưu niệm rồi lúc bán... đó là mới cấp 2 thôi hả? Dạ vâng ạ, hồi cấp 2 tầm lớp nói chung là cùng rất bé đã thích kinh doanh rồi. Thế là đến sang cấp 3 thì ngày xưa đã biết kiểu đăng lên Facebook bán hàng xong là dùng mấy cái tool để gửi một phát là tất cả bạn bè Facebook của mình mua hàng của tôi đi ạ. Thế là gửi chúng anh này. Đúng rồi này. Nhưng mà anh không có mua hàng ạ. Nhưng mà anh có phải là trong danh sách bạn bè của em không? Có rồi. Dạ. Vâng. Tức là hai đứa là đã kết bạn với nhau trên Facebook. Vâng. Cái hôm đó vợ em gửi dụ em mua cái mặt hàng gì? Dụ. hình như là dụng cái gì với mặt nạ hay cái gì ấy. sô cô la thì trung tính là dụ ai cũng được đúng không? Mà cuối cùng là Hiệp có mua không? Không có mua ạ. Không mua. Nhưng mà sao không mua vậy? Chỉ không... hỏi thì cớ để làm quen thôi anh. À. Vâng, cớ làm quen. Mua là hỏi giá nè rồi hỏi tất cả mọi thứ nhưng cuối vâng. cùng là không mua. Vâng, không mua. Ủa nhưng mà Hiệp ơi, hai bạn là quen nhau trên Facebook nhưng mà vâng. có thường xuyên là tương tác với nhau không? Ví dụ không như ạ. Là thả tim hay là comment gì không?
Không ạ, trước đấy là không biết nhau, không biết anh này là ai ạ. Bởi vì tự anh... động là vâng, bạn. Bởi vì anh là anh đi du học ở nước ngoài về, sau đó anh khởi nghiệp là anh không có dùng mạng xã hội nhiều. À. Không hiểu sao là lại kết bạn Facebook với nhau. À. À, còn à, em mới gửi tin nhắn thì anh hồi đó là em cũng là đang làm kinh tế. Khởi nghiệp trong thời gian khởi nghiệp. Ừ. Gia đình có truyền thống kinh doanh. Ừ. Mình cũng rất là đam mê kinh doanh. Thì qua đó mình nhìn thấy cô này từ bé còn ít tuổi mà đã có khiếu và có đam mê kinh doanh thế này, mình thấy là mình có vẻ là hợp với mình. Thế thì là mình cũng em cũng chủ động làm quen. Và nhưng mà nhìn hiểu. Thấy cái giao diện, thấy cái avatar, thấy thấy có xinh không? Xinh chứ. À, quá xinh. Xinh lắm luôn. Xinh đó là một phần để mà thúc đẩy đi cho cái công việc của cái tình việc, việc đầu tiên này phải như vậy ạ. Vâng, phải xinh đã. Như là cháu anh là bao nhiêu tuổi này? Vâng. Cháu ạ. Thế lúc ý cháu anh thôi chị đi ạ. À, em không đang đùa được mà. Lúc ý là em nó mới cấp 2 thôi. À không, không. Lúc ấy là lúc ấy là lên cấp 3 rồi đúng không? Em thì kinh doanh thích kinh doanh từ hồi cấp 2 nhưng mà lúc mà nhắn tin cho anh ấy là lúc đấy lên đại học rồi đúng không? Ừ, lúc đấy năm nhất năm thứ nhất. À chứ tưởng dạ. Là cấp 2 mà coi như là anh ấy thì coi như anh cũng phải rén rén lại chứ. Vâng. Hồi thật ra hồi nãy là anh cũng đang bị đúng miss rồi, chỗ này á. Vâng. Tức là em nói là từ cấp 2 là em đã có khiếu kinh doanh. Vâng. Và cho nên là em mới bắt đầu em bán hàng online. Đúng rồi ạ. Và em gửi mấy cái tin nhắn để bán mà coi như là bán dạo đó, bán dạo trên Facebook đó. Lúc đó là đăng đại học năm thứ nhất. À, nghĩa là lên tới đại học. Ôi, lúc đó lớn rồi. Vâng. Lớn rồi. Đúng rồi, lớn cho phép rồi. Rồi 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 sao quen được nhau? Thì đó, thì nghĩa là sau khi coi như là tại vì đó Hiệp là từ chối không mua. Vâng. Nhưng mà là hỏi thăm. Nhưng mà hỏi thăm. Vâng. Nhưng mà rồi bao lâu thì mới gặp nhau ngoài? Cỡ khoảng độ 8 tháng. Ôi vâng, dữ vậy. Nhưng mà cô này cô khá là kiêu. Không ạ. Nhưng mà lúc mà em hỏi 1 năm 8 tháng, anh nhầm rồi. 1 năm 8 tháng. Bởi vì là anh này nhắn tin cho em rất là nhiều nhưng mà em không có trả lời. Cứ độc thoại thôi ạ. 1 năm 8 tháng. Nhưng có nghĩa là bởi vì hôm đó mình bạn mua hàng của tôi đi. Xong rồi giả vờ giả vịt hỏi là cái này bao nhiêu vâng. Xong rồi là cuối cùng không mua. Không mua. Cho nên ghét luôn. Ghét luôn. Mà có đúng vậy sao? Không hả anh? Có đúng là không mua không? Không mua, không mua. Tại vì ông này không phải khách hàng tiềm năng của tôi rồi cho nên tôi không tiếp ông đúng nữa. Đúng rồi. Nếu mà tính cả thời gian đấy thì lâu lắm. Vâng. Năm, gần 2 năm. Tháng luôn. Gần 2 năm. Năm 8 tháng. Tức là em nhắn nhiều không Hiệp? Nhắn nhiều nhưng không được có trả lời. Sao em ông nản? Ông nản em chuyển qua cái chỗ cái mối khác. Cảm thấy là đây là mục tiêu. Vẫn là kiên trì luôn. Vâng, mục tiêu quan trọng. Thế rồi cuối cùng làm sao mà em nhận được cái tin nhắn hồi âm của bạn này? Điều gì mà để cho bây giờ hai đứa thành vợ thành chồng? Em bảo là anh muốn đầu tư cho em. Xong luôn. Tôi như con thầy tu cũng trả lời ngay. Thấy chưa? Có nghĩa là gì này? Có lợi. Thấy coi như là thấy ok. Thấy có. Là bé này đang máu kinh doanh. Em ạ, tự dưng bây giờ có nhà đầu tư. Vâng. Thì mình phải tiếp thôi. Tại vì tự nhiên em thấy là nhắn em ơi em thích kinh doanh mảng gì, anh sẽ đầu tư và cố vấn cho em từ A đến Z luôn. Đã thấy là như là thấy con mồi ok. Vâng, tại vì đây là một doanh nhân rất giỏi và ui đầu tư từ A đến Z và cố vấn, thế là con phải trả lời ngay lập tức. Đấy, cho đến bây giờ tôi sẽ anh không phải khách hàng tiềm năng của tôi mà anh làm mỏ vàng của tôi. Đó. Và Hà Anh coi như lúc đó là mới trả lời lại rồi. Dạ. Hai đứa mới bắt đầu là gặp nhau. Dạ, vâng. Bao lâu mới gặp nhau bên ngoài? Sau cái tin nhắn đấy đấy, sau nhắn em mới thích làm kinh doanh. Ủa nhưng mà lúc đó là Hiệp đã về Việt Nam chưa? Em về Việt Nam rồi. Về Việt Nam rồi, em đã làm kinh doanh rồi. Dạ, vâng. Rồi. Vâng. Đó là bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau rồi? Chắc phải mấy tháng. Mấy tháng sau nói. Sau rồi. Cái tin đó mà mấy tháng sau mới gặp nhau. Đúng. Dạ vâng ạ. Đúng ra là phải mấy ngày chứ mà sao tới mấy tháng. Không, tại vì là em thì là một người mà rất là khó để mà gần một người đàn ông á. Kiểu bị thì 1 năm 8 tháng đấy, gần 2 năm đấy thì anh chị biết rồi đấy. Khó. Thế nhưng mà cơ hội kinh doanh đến thì nó phải chờ. Kiểu cứ nói chuyện thôi ạ, mà lúc ấy anh thì lại đang staff. Anh đang staff thì anh cũng bận thì cứ nói chuyện qua lại nhẹ nhàng. Sau đó thì mãi sau á, con không nhớ rõ là bao lâu nhưng mà anh ra trường đại học và gặp nhau ở trường đại học. À, gặp nhau trường đại học của Hà Anh. Dạ vâng. Vâng. Rồi cái lần đầu tiên gặp ở ngoài đó, nhìn thấy anh ở ngoài á với những hình ảnh trên mấy cái Facebook, cái tin nhắn á. Dạ vâng. Thấy như thế nào? Thấy ở ngoài thấy xấu trai. Xấu hơn trong hình đó hả? Không có duyên chứ. Không, thấy ở ngoài lúc đấy con thấy xấu trai. Không thấy có ấn tượng gì đâu ạ. Thế còn Hiệp thì sao? Thì thấy Hà Anh thì so với trong hình thì như thế nào? Xinh. Quá xinh luôn. Ngược nhau hoàn toàn. Tuyệt vời.
À. Rất xinh, rất xinh và rất đáng đáng yêu. Gặp nhau rồi có nói liền chuyện làm ăn không? Tức là ngày hôm đó là nói chuyện gì? Hả? Anh nghe nói là anh bỏ vốn cho hả? Đầu tư không? Đầu tư là mảng gì hả? Nhưng mà lúc nhắn tin thì anh ấy bảo thôi bây giờ con xưng là con được không? Con muốn xưng xong rồi này. Lúc nhắn tin thì anh ấy bảo con là anh ấy sẽ cố vấn kiểu mentor á. Nhưng mà đến khi gặp á, anh cứ hỏi linh tinh thôi. Sau đó con cảm thấy là cái ông này ông rất là nhảm nhí và không muốn nói chuyện, không muốn gặp nữa. Là nghi liền đúng không? Giống và như là ông đổ với ông xong, sau đấy thì nói chuyện được có 5 hôm hay mấy hôm thì bảo là em ơi, anh muốn cưới em làm vợ. Xong mà con cảm thấy là ông này thực sự là đấy có vấn đề. Có vấn đề. Nghĩ là bị quy đúng không? Có mấy hôm mà anh muốn lấy em làm vợ ạ. Thế là lúc ấy con không có tình cảm đâu, thực sự là lúc ấy không có tình cảm. Nhưng mà bây giờ phải hỏi Hiệp coi là tại sao là trong một khoảng thời gian mới có mấy ngày thôi mà Hiệp lại đặt một vấn đề với một cô gái là muốn lấy cô ấy làm vợ. Trong 4 ngày. Cảm thấy là vụ đầu tư này chắc là quan trọng nhất và lớn nhất trong cuộc đời. Tại vì thực ra mà nói em biết không, cái cảm giác á, mà trong 2 năm trời, gần 2 năm trời đè nén với biết bao tin nhắn mà không được hồi âm hồi dương gì cả. Mà khi đúng gặp không? Lại cảm thấy là thương. Cho nên thực khi sự gặp một Pháp mà là choáng ngay với một cái nhan sắc như thế này, đến quên luôn là mình nhận người ta ra để đầu tư sản xuất. Mà quên luôn, tức là nói nhố nha nhố nhăng, tức là bị cô này gọi là... Là có đúng không? Đấy. Là có đúng là bị hớp hồn không? Hớp hồn. Sở hữu. Vâng. Là chỉ muốn sở hữu thôi. Vâng. Còn cái việc làm ăn là tính sao? Tính sao? Đấy. Rồi bây giờ... Mà vụ đầu tư này là quan trọng này, lớn nhất. Đấy. Nhưng mà cô ấy lại từ chối mình như vậy thì là có từ chối thẳng luôn. Con còn nhớ cái hôm đấy là anh ấy chở con về trường ký túc xá ấy ạ. Tại thực ra lúc đấy là con không có chưa có yêu cái anh này. Tại thì kiểu chán quá thôi đi chơi. Với cả anh này bảo đầu tư thì xem là có học hỏi được cái gì không. Thế là xong tự nhiên anh ấy đưa về cổng ký túc xá. Xong cái anh ấy lôi tay lại anh thân cái vào tay. Trời ơi con bảo ôi giời vô duyên không chịu được á. Thế là xong anh tặng bông hoa hồng màu đỏ. Thế là con cảm thấy kiểu mình không yêu á, mình cảm thấy trời ơi. Thế là con mới một phát con rụt tay lại, con chạy lên ký túc xá. Con bảo bọn bạn trong ký túc xá là trời ơi, vô duyên không chịu được luôn. Thế là các bạn ký túc xá, ô anh này lãng mạn thế. Nhưng mà riêng mình thì chỉ thấy nó lãng xẹt. Vâng. Rồi sau đó thì sao Hoàng Hiệp? Hiệp tấn công hôm tiếp sau, bằng cách nào? Hôm sau liệu có được có hôm tính đi chơi nữa không? Đó. Bị giận dỗi nó khá là lâu. Đấy, bao lâu? Chả chắc mấy tháng đúng không? Vâng. Bị giận dỗi khoảng mấy tháng đấy ạ. Mấy tháng luôn? Vâng, gần 2 tháng. Trong mấy tháng đó thì ông chắc lên chắc xuống đúng không? Cảm thấy khổ sở. Khổ sở đó, chứ là chết xuống đó. Đó. Rồi cuối cùng em dùng chiến lược gì? Để chinh phục được cô ấy. Lại là đầu tư. Đầu tư. Lại là đầu tư. Lại là nhắn đầu tư. Em ơi, vâng. Đầu tư em. Tại mình lại là đầu tư. Có đúng như vậy không ạ? Dạ vâng ạ. Sau đó thì anh lại nhắn tin là kiểu cứ nói đến công việc thì kiểu con lại rất là kiểu thích kinh doanh. Tại ngày xưa con đi học là hôm nào con cũng đi học về cái là con lại chạy đi ship hàng. Chỉ thích kinh doanh thôi. Hứng thú. Vâng, rất là đam mê luôn. Và sau con đang học trường nghệ thuật là con hầu như là con rất là trì trệ cái công việc học nghệ thuật á. Con chỉ đi buôn. Nghệ thuật. Vâng ạ, con cũng học nghệ thuật. Sư phạm nghệ thuật ạ. Là con chỉ đi kinh doanh thôi. Anh thì cứ kiểu nói đến kinh doanh thì anh lại rất là giỏi. Thế là lại nói chuyện lại. Nói chuyện lại. Thì đó là cơ hội của mình. Còn vài lần này chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà sổ sàng giống như cái lần đó đúng không? Vâng, nhẹ nhàng hơn là phải nhẹ nhàng. Rồi, làm sao mà chinh phục được? Không, cái lần tiếp theo đó là lúc gặp nhau thì con nói về vấn đề làm ăn không? Hay là lại nói những chuyện nhí nhảnh không? Không ạ, lần đấy là con đi học ở trường đại học thì con học cái môn múa thì con bị ngất. Thì con bị ngất thì trước đấy thì anh bảo là anh đi công tác ở Bình Dương và anh không về được. Thì con bị ngất, khi mà con ngất dậy thì lại thấy anh ở bên chỗ cạnh rồi và anh bắt mạch, có nghĩa là kiểu anh có thể con thấy rất là lạ là anh chạm vào đây cái là anh biết được là nhịp tim từ bao nhiêu á. Tại vì mẹ bị bệnh thì anh rất là giỏi cái đấy. Xong là khi mà các bạn kể lại là nghe tin là con bị ngất là anh phi từ Bình Dương về không bỏ hết công việc. Có nghĩa là rất là nhiều cái quan trọng hợp đồng của anh bỏ tất. Anh về bên cạnh và anh chăm sóc. Rồi anh cứ ở viện là anh chăm sóc ngày như vậy là con rất cảm động ấy. Thế là bắt đầu từ cái vụ đấy là siêu luôn. Vâng. Siêu luôn. Ôi đúng người rồi. Không thương thật lòng mà anh chị và không thật ra thương thật lòng thì mình mới thương. Phi về đó đúng không? Là cái vấn đề ở đây thương là một chuyện nhưng mà đây là đúng là chỗ dựa cho mình rồi. Có nghĩa là vừa lại đầu tư kinh doanh nhá, đầu tư về sức khỏe nhá. Vâng. Tần tật mọi thứ. Rồi có đầu tư với bên gia đình vợ không? Tức là đầu tư tình cảm á. Đó. Có chứ ạ. Vâng. Tự mình đến gia đình nhà vợ. Vâng. Từ một buổi cảm tình. Con không biết gì luôn ạ. Một buổi tối là vợ hồi đó là hai anh đang học ở trường, ở trường thì buổi tối đó là em là tự
đến nhà. Đến nhà gặp đến ai? Đến nhà gặp gặp bố mẹ vợ tương ồ. Lai. Vâng. Thế rồi nói cái gì? Rồi nói sao? Nói cháu là bạn trai của Hà Anh. Cháu đúng là rồi bạn trai của Hà Anh. Vâng. À, cháu muốn hôm nay từ hôm nay là muốn hai bác tác hợp cho con với Hà Anh chính thức đi lại, tìm hiểu nhau. Và phản ứng của bố mẹ thì sao? Cảm thấy bất ngờ, nói được gì. Thôi cháu con cứ uống nước, sau này hôm nay con cứ về đi đã. Ừ. Vâng. Tại vì là trước đấy là không nghe con kể gì về anh này hết. Ừ. À. Tự nhiên có ông này, một cái hôm mà anh đến là chỉ mới gọi là chưa yêu chưa gì. Nhưng mà anh đến anh không bảo là hôm nay anh đến nhé hay gì đâu ạ. Anh tự đến và không ai biết gì luôn ạ. Và đến giới thiệu là cháu là bạn trai của Hà Anh. Mà cái lúc đó là đã lúc đó là trước cái đợt con ngất hay là sau? Trước ạ. Trước để đến từ gì? Lúc đến từ cái bỏ lúc gì? Mà đợt hôn tay đấy ạ. À. Đấy đấy đấy. Bởi vì nhưng mà sau khi về nhà gặp bố mẹ thì sao? Hà Anh á. Bố mẹ con thì bảo là có cái anh đấy đến và giới thiệu là không, bố mẹ con gọi điện thoại con luôn. Sau đấy có một anh đến giới thiệu là bảo người yêu của con. Con có biết cái chuyện đấy không? Thì có nghĩa là bố mẹ con rất là hoang mang luôn á. Với chuyện đấy con không có nói gì, vâng ạ. Tại con không xác định là lấy anh này. Rồi con trả lời bố mẹ sao? Con cười. Tại lúc đấy là con cũng hoang mang luôn. Nhưng mà sau cái vụ mà ngất là hai đứa chính thức. Dạ vâng. Như coi nhau đúng không? Dạ, vâng. Và bố mẹ cũng tác hợp. À, có nghĩa là bạn này là trong cái cảm xúc của bạn này lúc là hơi weird đấy. Weird là kiểu dạng kiểu như nó hơi không bình thường một tí. Tức là không thể tưởng tượng tại sao có lại người như thế. À. Ừ. Không nhưng mà này là mình đoán đó nha. Vâng. Là sau khi cái cô ấy ngất. Vâng. Và nhìn thấy Như Hiệp. Vâng. Và sau đó hai người quen nhau. Vâng. Và sau đó chắc là Hiệp chắc thường xuyên tới nhà của bố mẹ vợ bây giờ đúng không? Thường xuyên ạ. Vâng. Sau đó thì chỉ cứ sau một tuần là em đến đã xin bố mẹ cho lấy hai anh làm vợ rồi. Là trong một tuần luôn? Một tuần ạ. Mà Hà Anh có biết điều đó không? Nhưng mà anh đòi cưới vào mùng 2 Tết ạ. Ôi trời. Mà, nhưng mà lúc đó là đã ngất chưa hay là vẫn đã chưa ngất rồi, ngất mà rồi, đã đòi cưới rồi? À, sau cái lần sau ngất đấy ạ. Sau lần ngất là xin cưới. Là xin cho cưới. Là sau lần cưới vào mùng 2 Tết. Ừ, thế là sao? Ủa mà sao lý do gì chọn mùng 2 cưới? Bảo cô chú cứ cho con cưới vào mùng 2 Tết. Lúc đó là mọi người cùng ăn Tết rồi cùng ăn cũng cưới luôn cho nó phấn khởi. Chứ không phải cho nó vui. Chứ không phải là ngày tốt hay là ngày gì. Vâng, cứ đầu năm mùng 2 luôn cho nó vui ạ. Nhưng mà bố đông mẹ người. Đồng ý không? Bố mẹ bảo bố mẹ chưa thấy ai cưới mùng 2 Tết đâu con ơi. Thôi cuối cùng là cứ vào mùng 10 Tết ạ. Là đồng ý. Dạ vâng ạ. Vâng. Có nghĩa là Hiệp là thay mặt gia đình qua hỏi cưới luôn hả? Vâng. Đặt tự mình đặt vấn đề, sau đó thì khi nào mà chính thức thì mới gia đình bên này đồng ý, về nói chuyện bên này gia đình con đồng ý cho là gia đình con mới qua. Tức là bố mẹ Hiệp là sau khi mà gặp Hà Anh là cái cảm giác của bố mẹ Hiệp như thế nào? Sung sướng không, thích không? Cảm... nuỗn nà như thế. Cảm giác là hạnh phúc. Vâng. Vì con trai mình đã tìm được một người vợ nhìn rất là phúc hậu, hiền hậu, ngoan, ngoan, xinh đẹp. Gia đình là các cụ xuống đặt vấn đề luôn. Các cụ bên nội xuống đặt vấn đề luôn. Vâng, em về em thừa với bố mẹ gia đình, thế là gia đình ok luôn. Nhưng mà trước đó là Hà Anh là có qua nhà của bên Hiệp rồi đúng không? Đến lúc mà thì ông bà mới đồng ý chứ. Đến lúc mà vâng ạ, trước đấy thì có đến một buổi tối thôi ạ. Chỉ cần một đến thôi. Vâng. Là ông bà có thể đánh giá được rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Như vậy là cho từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới nhau là mấy tháng? Từ lúc quen thì từ lúc mà ngất á, từ lúc ngất á. Có mấy tháng thôi ạ? Mấy tháng anh nhỉ? 5 tháng à? Vâng, chắc tầm đấy ạ. 5 tháng. Tầm 10 cưới tính luôn. Từ cái thời điểm ngất ấy. Vâng. Là 5 tháng. Đấy còn tính từ cái thời điểm mà ngỏ lời đầu tư ấy là đến 2 năm nữa. Dạ, hơn 2 năm ấy nhỉ. Trời ơi, bây giờ con mở cái Facebook ra, con kéo lại cái tin nhắn anh ấy, con kéo 2 ngày không hết. Nhắn liên tục luôn nhỉ? Nhắn kiểu độc thoại, kiểu mà con cảm thấy là ông này có vấn đề á. Đấy weird đấy, không ai như thế ạ. À. Em là không như thế ạ. À. Hồi đó con em đến nhà bố mẹ Hà Anh, con bảo là con bây giờ khá tuổi rồi, 28 gần 30 tuổi, con già rồi. Cô chú cho con cưới nhanh, lấy Hà Anh làm vợ luôn. Thế thì cô nó thẳng như luôn. Vâng, nói thẳng với con già được, bây giờ con cháu già rồi. Vâng, già cháu rồi. Phải vâng. Cho cháu cưới vợ ngay. Vâng. Cháu không luôn. Chờ được đến sang năm và cháu phải cưới mùng 2 Tết. Và cuối cùng là mùng 10 ạ. Bố mẹ Hà Anh chắc cưng ông rể lắm. Lúc đầu thì cảm thấy hoang mang ạ. Thấy anh nó sao sao ngỡ ngàng á, hoang mang bật ngửa ấy. Xong là bây giờ thì chắc là ấy là cưng lắm đúng không? Vâng ạ. Như con như con trai. Vâng. Hai bác ơi, cháu già rồi. Là Hiệp đi học ở đâu?
em đi học ở Trung Quốc. Vâng. Hà Anh với Hiệp là bây giờ là đã có em bé chưa? Con có một bé trai 7 tuổi ạ. 7 tuổi? À, là câu chuyện này là cách đây coi như là mấy năm rồi? 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi đúng không? Vâng. 9, 10 năm rồi chứ. Kể mà cứ như là hôm qua. Vâng. Hai chồng này như có con 7 tuổi rồi. Thật sự là... vậy là... bất ngờ luôn. Vậy là lúc đó là con mới cái hai mấy, con đã sanh nở rồi nhỉ? Dạ vâng. Chả biết đi chơi là gì nhỉ? Thì 22 tuổi. Hồi đó là cưới là lúc là đại học năm thứ nhất ạ. Hết đại học năm thứ nhất thì con 22 tuổi đó. Nghĩa là không, nghĩa là anh này anh rất là quyết đoán như này ạ. Khi mà anh xác định lấy con là anh bảo là anh không thể em có hứng thú với cái trường nghệ thuật. Anh không thể em có hứng thú với nghệ thuật. Em đi học kinh doanh và học kế toán cho anh ngay. Tự nói và, dạ vâng, và khi mà con, khi mà anh ấy xác định lấy con, anh ấy cho con đi học luôn kế toán rồi ạ. Và dạ. anh ấy xác định là lấy cô này về là kinh doanh. Và anh bảo con bỏ học. Anh thuộc con bỏ học. Và con có thấy là cái sự lựa chọn mà cái sự định hướng của chồng con như vậy là đúng đắn không? Cho tới thời điểm này. Chồng con thì có một cái rất là đặc biệt là anh ấy định hướng mọi thứ rất là tốt. Từ con cái cho đến chiến lược kinh doanh mọi thứ trong cuộc sống. Thì anh ấy định hướng rất là tốt cho con. Nghĩa là anh nhiều khi trêu là anh cứ như là bố của em nữa. Tại vì khi mà con đi lấy chồng là con còn rất là ít tuổi. Thì anh dạy con là cách sống. Dạy con cách nhau 8 tuổi. Cách kinh doanh. Dạy con từ cái cách mà em phải để đồ như này, có nghĩa là dạy những cái nhỏ nhất ấy ạ. Tại vì ngày xưa con cũng được chiều, không biết làm nhiều. Thì anh luôn bảo là anh giống như bố em mà con cũng công nhận như thế luôn. Và anh ấy đào tạo con, có nghĩa là đến từ một cô bé mà không biết gì luôn, trở thành một người vợ đảm đang thực sự ạ. Nghĩa là con sẽ nấu ăn được tất cả mọi thứ và quán xuyến được việc gia đình. Ôi quá, chúc mừng. Chúc mừng. Sắp tới là bây giờ làm CEO, coi như là làm ấy hết đúng không con? Thế em có hay cho bé đi du lịch không? Có, và cả gia đình. Phải cho bé đi chơi nhá. Vâng. Bởi vì bé không được đi chơi. Vâng. Mới 22, 33 là mẹ rồi. Bé đã làm mẹ rồi. Vâng. Làm vợ đấy, làm vợ trước rồi làm mẹ sau đây. Vâng. Nhưng mà chồng con thì rất là chiều. Vâng. Thôi nói chung là chúc mừng Hà Anh đã lấy được một anh chồng rất là tốt. Và cái phần mà nói tốt đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta chuyển một cái phần khác. Chuyển qua một cái phần khác chắc là Hà Anh thú vị lắm đấy. Vâng ạ. Thú vị. Có chờ đợi giây phút này không? Có. Rồi bây giờ là hồi nãy giờ chúng ta đang nói tốt về anh ấy. Dạ. Bây giờ tới một cái phần mà chúng ta nói là những cái điều chưa mà được tốt lắm. Chưa được tốt lắm. Và cần phải có sự thay đổi. Vâng ạ. Sau 5 tháng mà ở với nhau, chồng con thì có một cái tật rất là xấu. Xấu tệ luôn ạ. Có thể với người khác là tốt nhưng với con rất xấu. Và chính là anh rất là kỹ tính và sạch sẽ. Nghĩa là nó bị quá độ ấy ạ. Quá độ luôn. Quá độ luôn. Rồi khi anh về nhà là anh thấy, có nghĩa là lúc nào anh cũng cảm giác xung quanh anh như là bụi, là bẩn. Và anh ấy nói rất là nhiều là em ơi nhà nó bụi bẩn quá. Trong khi là bác giúp việc là bác ấy lau thường xuyên á. Nhưng anh ấy vẫn không hài lòng. Anh rất khó tính. Và có cầm đồ lau lại không? Anh không ạ. Anh chỉ nói thôi ạ. Và người ta phải lau lại. Vâng. Thực ra thì em là làm nghề là một nhà thiết kế nội thất. Và cái doanh nghiệp là phân phối đồ nội thất. Trong cái nghề của mình là mình, phân khúc của mình là mình nhà thiết kế nội thất cao cấp, tinh tế và sạch sẽ. Mọi thứ đều rất là gọn gàng. Thì trong cái ngành nghề và nghề nghiệp của mình nó tạo cho mình một cái thói quen và một cái tính trong con người là như vậy. Là bệnh nghề nghiệp đó. Bệnh nghề nghiệp. Vâng. Mọi thứ phải ngăn lóc và sạch sẽ. Và đâu ra đấy. Nhưng mà với cách mà Hà Anh tả thì chắc là cái điều đó là thật ra là tốt. Nhưng mà đôi khi nó có kỹ tính quá nó là thành cái điều mà chưa tốt trong mắt của Hà Anh đúng không? Dạ vâng, tại vì bản thân anh ấy khó tính là anh cũng rất khó chịu. Tại anh đi đâu là anh cũng thấy là chỗ này chưa được này, chỗ kia chưa được này, cái ghế này chưa được, kiểu như thế là anh sẽ soi. Anh ấy rất anh bản thân anh cũng rất là mệt ạ. Và con ở cùng là nhiều khi con cũng thấy rất là bức xúc cái vấn đề đấy. Và con bảo nhiều khi anh ơi anh sống nó phiền phiến thôi để cho người khác và anh cũng đỡ mệt đấy ạ. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa sửa được ạ, vẫn rất khó tính. Tại vì nghề nghiệp mà đúng là bệnh nghề nghiệp thì cũng khó sửa lắm á. Dạ. Rồi cái gì nữa? Con có cái đấy là tật xấu thôi. Bởi vì anh thì... Anh có gia trưởng không? Anh cũng bình thường bởi vì anh biết tiếp thu. Không, cũng không gia trưởng cho lắm bởi vì... Cũng có, mà không có lắm. Không có như bố mà. Vâng, cũng có nhưng mà không lắm. Nhưng mà người chồng, một người anh, một người bố mà. Cho nên là... Cái thời gian đầu về mới ở với nhau thì chắc lẽ là cái tính gia trưởng nó sẽ nhiều hơn bây giờ. Đúng rồi. Tại vì là thứ nhất là lớn tuổi hơn. Thứ hai á, là cái tính chất nghề nghiệp là giỏi và kinh doanh từ lúc nhỏ định hướng hết mọi thứ. Chiến lược các thứ này kia nọ. Thì thành ra là
cái đó là nó gần như là thuộc tính luôn à. Vâng. Nó là thuộc tính của Hiếu à. Rồi bây giờ không còn tật xấu gì nữa. Bây giờ còn không? Bây giờ còn gia trưởng. Có ghen không? Ghen chắc là có, nhưng con không thấy thể hiện ra bao giờ. Thì vậy là không có rồi. Không có. Nhưng mà ngược lại thì có chiều hả anh không? Chắc chiều lắm hả? Chồng con thì thực sự là một năm 365 ngày thì 364 ngày anh ở nhà. Tối nào anh cũng ở nhà, ban ngày thì anh đi làm, còn tối là anh sẽ ở nhà với vợ con. Một là anh dạy con, hai là anh ấy nghiên cứu công việc của anh ấy. Và anh ấy không bao giờ anh đi nhậu, gọi là rất hiếm ạ. Trừ khi là đối tác rất là quan trọng thì anh mới đi. Thích ở nhà nhậu với vợ. Ở nhà có nhậu hai vợ chồng tối nào cũng nhậu ạ. Con thì đam mê nấu ăn. Ngày nào con cũng sẽ nấu các món anh thích, và tối hai vợ chồng tối nào cũng keng. Em thích uống vang. Hai vợ đấy đam mê nấu ăn, thế là hai vợ chồng là bữa tối đến ngày nào về đi cho an toàn. Vâng. Mình đi xe về không bị công an phạt. Vâng. Bây giờ căng lắm. Căng lắm đấy ạ, căng lắm. Vâng, 2000 đô đấy. Mà đi taxi thì nó tốn kém. Vâng, đúng không? Vâng. Tiền nhậu có bao nhiêu mà taxi. Nhưng mà cái vang tốt lắm em. Dạ. Uống rượu vang là rất tốt luôn. Em có đam mê uống vang. Không, chắc mình cũng học hỏi ở bạn. Gần đây mình cũng có thói quen là nhậu ở nhà. Vâng. Không đi ngoài nữa. Vâng. Đó, cũng lớn tuổi rồi. Vâng. Rồi bây giờ chắc đâu có mong muốn anh xã thay đổi điều gì hả? Con thì mong muốn là chồng bớt khó tính, bớt kỹ tính lại ạ. Tức là đến bây giờ vẫn chưa sửa được. Vâng ạ, kiểu không sửa được luôn ý ạ. Vậy mỗi lần đi nhậu chắc đứng lên ngồi xuống hoài đúng không? Tại ngồi uống cái đầu thấy chỗ đó dơ quá, cứ đứng lên lao. Cho nên là anh không có đi ạ. Một năm mà con đếm được anh đi nhậu ở ngoài thì chắc là 1-2 tối thôi ạ. Còn hầu như là anh không đi đâu hết. Anh ấy dành 99.99% là cho gia đình và công việc. Em có cái thói quen đó là thích yên tĩnh, không thích xô bồ với ồn ào. Nên là đi làm về lại làm việc cả ngày, mình mệt mỏi rồi tối mới về nhà nhìn thấy vợ con mình cảm thấy thanh bình hơn, yên bình. Rồi, chúc mừng hả anh nha. Dạ, con cảm ơn ạ. Rồi bây giờ tới Hiệp đấy. Vâng, thôi con em trả lời luôn là đối với em thì vợ em hoàn hảo. Vâng, hầu như là không có cái gì phải xấu cả. Thật không? Vậy bởi vì đối với mình, một người mà mình cảm thấy là mình vô cùng yêu thương, vô cùng trân trọng, thì mình dù có một cái tật xấu nào đấy, một cái vấn đề nào đấy, mình coi đó là chuyện nhỏ. Bởi vì trong gia đình em luôn là người nhường nhịn, mà mình luôn luôn là người thua và nhường nhịn. Và thì cái gì cũng thành là dù có chút xấu chưa được thì cũng là mình trân quý. Thì đó mới là vợ mình, đó mới là người mình yêu. Vì từ ngày xưa mình, lúc mình cô này là mình, khi mình tán, khi mình là người yêu cho đến khi là vợ, vẫn là một cô gái như vậy. Và mình muốn là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ mình yêu người ta đến 365 ngày thì hết 364 ngày mình ở bên cạnh người ta rồi. Vâng. Thế bây giờ có mỗi cái người ta bảo bớt kỹ tính thôi mà không sửa được. Thế mà bảo yêu. Thôi cái này thì sẽ cố gắng. Vâng, sẽ nhưng mà chắc là sửa được chút xíu rồi. Coi như cứ nhắm mắt làm ngơ thôi. Vâng. Anh nghĩ là sẽ Hiệp sẽ thay đổi được. Vâng. Sẽ sửa được nha. Không sửa, nhưng mà vấn đề là bây giờ là vợ mình bây giờ là cũng gần như giống mình, thì cũng rất là khó tính rồi đấy. Thôi thì được rồi. Cùng nhau cho nên giống nhau ạ. Thôi chúc mừng. Chồng con là bây giờ là chỉ thích ở nhà nhậu với vợ thôi ạ. Tại hai vợ chồng cùng kinh doanh cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, khó tính cùng nhau. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Vâng, cảm ơn anh. Mong là hai vợ chồng sẽ công việc nó sẽ suôn sẻ và tốt đẹp hơn nữa. Vâng, nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú ạ.